cũng có rất là nhiều bạn cũng comment kêu bọn mình mua bánh Tony sưu tầm thẻ đổi quà đi. Đây, hôm nay cả team của mình cũng đã mua bánh sưu tập rồi nè các bạn. Không biết các bạn sưu tập chưa ha. Thẻ này thẻ gì? Để anh coi thử cái coi. Nguyên tác, thỉnh thoảng sẽ có rất là nhiều con ở đây là người ta không có số tiền chi nã. Bởi vì trên phim mà tác giả chưa có công khai mức giá. Em thẻ mũ rơm. May mắn ha, Frankie, 44 triệu, cầm. Ngoài ra thì chúng ta còn có một loại thẻ quyền năng nữa. Thì không biết mấy đứa trong này có đứa nào trúng không? Các bạn nào mà muốn đổi quà thì đọc hướng dẫn ở ngoài sao cho bánh nào. Người ta có chỉ cách đổi quà nghe các bạn. Sưu tập ngay một thẻ quyền năng cộng với 9 thẻ băng mũ gom là nhận được khung trăng Genbi. Sưu tập ngay một thẻ quyền năng cộng với 35 thẻ nguyên tác khác nhau là được chiếc thuyền hải tặc. Một thẻ quyền năng cộng với 50 thẻ nguyên tác khác nhau nhận được bộ đồ Mankedi Luffy. Một thẻ quyền năng cộng với 80 thẻ nguyên tác khác nhau nhận ngay iPad Wi-Fi 128GB. Wow. Lúc nào phiên bản của bánh Tony nè anh cũng có giải thưởng hết trơn mà. Vậy phiên bản này anh có giải thưởng chưa? Mô hình tàu chiến hải tặc là đơn giản nhất rồi đó. Cầm, lấy ra cho các bạn coi đi. Các bạn nào mà fan của anh Bí, bạn nhìn tàu này là cú biết của Trafalgar rồi. Cầm. Tiếp theo, tàu này là của ai? Nhìn cái nhân vật bên này là biết rồi. Bồ Hàn Cốc. Râu trắng. Không lẽ cùng râu đen. Để lắp ráp được cái mô hình tàu chiến hải tặc này thì chúng ta phải làm việc theo đội nhóm thì mới thành công được. Trời, mấy đứa tự mấy cái bọn chim chích nhỏ nhỏ này thì gom làm nhóm đi. Tụi nó không có làm được gì hết trơn á. Rồi vậy bốn đứa này một nhóm nha. Đúng là chim chích tí hòn không à, bánh bèo vô dụng. Rồi cao, ba đứa cân luôn phải không? Mình sẽ chọn ra ba clip TikTok có ý nghĩa rất là hay dành cho ba đội chơi này xem rồi có hiểu ý nghĩa không. Nếu bạn nào đoán đúng ý nghĩa thì sẽ được chọn cái bộ mô hình tạo chiến hai tặc mà người đó yêu thích. Hiểu chưa? Đội nào chơi trước? Chọn clip số mấy? Clip số 2. Clip số 2 đúng không? Số 1, số 2, số 3, đây là clip số 2 đây. Bấm, rồi cầm coi. Tự coi đi. Bấm coi đi. Quản tù tì, kẻ nào thua ta sẽ lấy mạng kẻ đó. Coi đi. Con gái nói là cùng nhau ra búa nha anh nha. Sao thằng con trai ra cái bao mà nhỏ này ra cái kéo. Cái nhỏ này đẩy thằng này ra rồi bị thằng chết giết luôn. Ừ, sao kỳ vậy? Ăn uống thì em ăn giỏi chứ trò chơi tệ em hơi dở rồi nha. Giống chị rồi đó. Thằng nhỏ đó băng nó kêu đó ra cái búa đúng không? Nhỏ này lại ra cái kéo, còn thằng kia lại ra cái bao. Vậy rốt cuộc là tại sao? Cuối cùng là thằng đó là người dối trá. Còn nhỏ đó sao nó kêu người ta ra cái búa mà lại ra cái kéo. Là muốn nhường cho con này sống. Đúng rồi, thì cái cây kéo thắng chứ. Vậy tại sao thằng chết lại giết cái con nhỏ con gái mà lại không giết cái thằng con trai? Tại vì cái thằng con trai dối trá lừa con nhỏ này. Cuối cùng thì nhỏ con gái này cũng rời khỏi cuộc đời của thằng đó thôi. Em giải thích cho là trong tình yêu á, nếu là con trai dối trá là con gái cũng rời khỏi cuộc đời của đứa con trai đó thôi. Wow. Hay quá Ngọc ơi, anh hỏi thiệt chứ em đã yêu mấy trăm cô rồi hả? Em Ngọc thì là giỏi quá đi. Chọn một chiếc đi. Còn lại hai chiếc tàu này thì đội nào chơi trước để chọn? Chọn clip số mấy? Một hay số ba? Số một. Thằng này nó tính số một là sẽ dễ hay gì nè. Đây là số một. Ý nghĩa của câu chuyện này là gì vậy hả? Câu chuyện ở đây muốn nói là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia đó mà. Mình coi cái clip đó không hiểu chân nha các bạn. Mình chỉ có suy nghĩ là bắt con heo nó đi quay chắc là ngon lắm. Còn hai đội bên này thì có hiểu ý nghĩa của câu chuyện này không hả? Em chỉ biết là con heo nó ngu dữ lắm. Con mèo kêu cái gì là nó làm cái đó à? Ừ đúng rồi. Đội em chỉ hiểu là cái tình bạn thấm thiết dữ lắm luôn á. Ý nghĩa của clip TikTok vừa rồi muốn nói ở đây là mình sống ở đời chơi với bạn, ngoài những người mà thông minh ra thì đôi lúc mình cũng cần có những người bạn người ta ngu thiệt nhưng mà rất là chân thật. Mình cần cái gì họ sẽ làm theo cái đó để mà cùng chia sẻ niềm vui hay nỗi buồn với mình. Đấy rồi, clip cuối cùng thì đội này không cần phải chọn nữa. Đó là clip số 3.
Cái câu chuyện này cũng giống như cái bài hát cô dâu nước mắt nhìn thầm người yêu đang chết chìm, biết nói sao đây vì em không biết bơi. Câu chuyện là vậy đó. À em hiểu câu chuyện này rồi. Người ta nói là không biết bơi đừng ra bờ sông, kẻo bị té. Sai hết trơn nữa rồi. Ý nghĩa clip TikTok vừa rồi muốn nói đây là con đường đi tới thành công của mỗi người đều khác nhau, bởi vì mỗi người đều có một cái năng lực khác nhau hết. Thằng này nó có cánh chứ nó không biết bơi, thì giờ có cánh người ta bay qua đi không, bắt nhỏ bơi rồi chết đuối luôn, thấy vô duyên không? Mốt không có quen với mấy con ghệ mà tào lao vậy nghe không? Mấy cái bọn bánh bèo này có cái clip mà cũng không hiểu nữa. Ủa sao nãy mày không nói? Tại cái câu đó dễ quá, cho anh Vinh nói đi, mấy câu cầu khó để tao. Nãy giờ đợi anh với đợi em trả lời chất vấn. Cưng áo màu vàng, cưng lấy hầm màu vàng đi. Anh áo màu đỏ, anh lấy hầm màu đỏ. Chúng ta đi tiếp không? Ô, có bạn hướng dẫn nè, mình làm theo bạn hướng dẫn cho nó khỏe. Râu trắng này có bạn hướng dẫn luôn nè các bạn. Mở coi thử coi. Trời, 1 tấm, 2 tấm, 3 tấm, 4 tấm, 5 tấm luôn. Dài dữ trời. Cả ba đội chỉ có thời gian nửa tiếng để hoàn thành chiếc tàu chiến hải tặc của mình. Và đội hoàn thành sớm nhất sẽ có 20 gói bánh Tony One Piece phiên bản lần này. Mình phải bẻ mấy chi tiết của con tàu ra trước, sau đó mới lắp ráp lại được nha các bạn. Giờ sẽ gắp cái này nha. Gắp hai này lại làm đá thuyền của Gâu Trắng nha các bạn. Còn đây là cái phần đuôi thuyền nha các bạn. Đính cái đế tàu vô. Đính này hai bên luôn các bạn ơi. Thánh Thần ơi, đợi thằng áo làm nhanh quá trời không kịp, bay làm lẻ anh mấy. Gắn cái chân vịt vô nha các bạn. Mấy chân vịt này nè là đẩy nước để cho cái tàu đi đó. Thuyền của Bo Anh Cốc phải có hai con gắn ở đầu tàu nha mấy bạn. Rồi. Còn thiếu một con nữa. Cái đèn này là để tàu chạy ban đêm thấy đường nè. Những chi tiết cuối cùng chiếc tàu. Bây giờ mình gắn cái bóng đèn vô. Bây giờ mình sẽ lấy biểu tượng hải tặc gắn vô lá cờ. Lắp ghép xong rồi các bạn còn dán cái chi tiết của chiếc tàu lên nữa. Mình xong phần cánh bờ này các bạn. Dán cờ vô chiếc tàu xong rồi nha. Rồi, dán vô. Giờ mình lấy giấy mình dán. Nó sắp lật xong rồi kìa, lẹ lên Thanh ơi, lẹ lên. Lẹ lên, lẹ lên. Giờ mình sẽ làm nhanh cái nóc nhà này nha mấy bạn. Để không đợi hình ngáo làm trước nữa. Từ từ đi, đừng gấp. Gắn cánh bòm vô nha mấy bạn. Xong rồi nè các bạn ơi, cái bánh xe này lăn được luôn nè. Rất là đẳng cấp luôn. 5 minutes later. Ba đội này thì theo thứ tự là đội của bạn Tiểu Phương là hoàn thành đầu tiên, tiếp theo tới đội của bạn Thành Ngáo và cuối cùng là đội của Tiểu Cường Vũ Thanh. Đây, thì đầu tiên sẽ coi thử đội này như thế nào. Trafalgar siêu tân tinh trong phim hoạt hình của One Piece. Đó, chiếc tàu nào review cho các bạn coi. Y hệt như trong phim luôn, rất là đẹp. Tàu này nó dễ thương đẹp thiệt. Phía dưới con tàu ngầm này nó có súng nữa nè quý vị. Qua bên chiếc tàu thứ hai là tàu của Bo Hancock, một cụ Shichibukai thất vũ hải đó, mấy đứa này không biết có biết không nữa nè. Rất là đẹp ha, đây có biểu tượng của nữ xà nữa nè. Rất là đẹp ha, chỉ tiếc cái là mấy em hoàn thành muộn quá cho nên không có giải, hiểu chưa? Cái tàu này của Gâu Trắng nè bị Akainu quá banh chành hết luôn. Nó thiệt là những cái mô hình này mình phải nói rất là sắc sảo. Chiếc thuyền của ban hải tặc Gâu Trắng nhìn sang cảnh thiệt.
Trong video này mục đích là mình khoe với các bạn ba cái bộ mô hình tàu chiến hải tặc One Piece mà mình đã sưu tập được. Lần đầu tiên bốn tụi em chung nhóm mà được hạng nhất luôn á. Đúng rồi đó. Còn cái đội hạng nhì và đội hạng ba thì coi như không có giải, y như lúc đầu anh đã nói rồi, đúng không? Có buồn không? Không. Trò chơi này cũng có kẻ thắng người thua, có gì đâu mà buồn. Mấy cái clip này mình thua rồi, chừng nữa mấy clip khác mình phục thù thôi. Video mình đến đây là kết thúc nha. Rồi hẹn gặp các bạn những video sau. Bye bye.